Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Một người đàn ông đối mặt với án tù giam sau khi ba người Việt Nam được tìm thấy trong hộp trên mui xe hơi. Thưa quý vị, ông Robert Rooney hiện nay đang phải đối mặt với án tù giam sau khi ba người Việt Nam được tìm thấy bên trong hộp mui xe hơi của ông. Vào ngày 5 tháng 10 năm 2019, ông bị chặn lại khi lái xe vào khu vực kiểm soát tại Coquelles ở Pháp, ở khu vực biên giới Pháp-Anh gần lối vào của đường hầm Eurotunnel. Cả ba người Việt Nam trên đều không có quyền cư trú tại Anh Quốc. Vào hôm thứ Hai 10 tháng 2, thì ông Rooney xuất hiện tại tòa án Canterbury Crown Court để nghe tòa tuyên án. Một thẩm phán cho biết rằng ông gần như là không thể tránh khỏi việc phải ngồi tù. Theo tờ Sky News đưa tin, thì ông Rooney bị cáo buộc với tội danh đã biết hoặc có lý do hợp lý để biết rằng ba người trên không phải là công dân thuộc khối Liên Âu. Do đó, thì việc đưa họ vào Vương quốc Anh là bất hợp pháp. Trong phiên điều trần trước đó, thì ông Rooney nhận tội tạo điều kiện cho việc vi phạm luật di trú của Anh. Tòa án được thông báo về sự đổ vỡ hôn nhân và mất việc của ông trong thời gian gần đây gây ra một số vấn đề với trợ giúp pháp lý của ông, do đó thì việc tuyên án không thể tiến hành. Thẩm phán nói rằng việc mà ông Rooney bị giam giữ là điều không thể nào tránh khỏi và ông cần phải nhận thức rõ rằng tội danh mà ông mắc phải khá nghiêm trọng. Ông Rooney đang bị tạm giam và dự kiến tham gia một phiên tòa tuyên án vào tuần cuối của tháng 2 năm nay. Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.